toán là chủ shop, tụi học sinh shop, suy chi rất là lớn, đó rất là nhiều bạn. Và một hồi nữa thì chị Cà Chua cũng đến nữa, và bây giờ bà chưa đến chắc là bà ở sao quá. Bây giờ chúng ta hãy cùng vào trong tham quan nhé. Ở cái quầy này thì có rất là nhiều sushi, rồi lây qua đó luôn, rất là nhiều sushi luôn. Ở cuối thì có ba cái làm nữa. Còn ở trên này thì có rất là nhiều hình của bà Lan. Và tất cả các huy chương cúp mà bà nhận được trong thời gian qua. Đây. Cái này mong chờ lắm mới được nhìn đó. Ở đây có một bạn thủy. Cái này của Unimaru và bạn. Đúng rồi, của Unimaru. Màu hồng. Mà ở trên này thì có nhiều, rất là nhiều Tam. Hình như là ta ép được Tam rồi. Rất là nhiều chất luôn, không phân biệt được chất nào hết trơn. Cái này butter slam nè, có tặng tôm nữa. Đây thì có một hũ slam shop, hình như là cái chất của nó sao đó nhìn không biết, nhưng mà cái hũ rất là đẹp, ở đây màu vàng. Còn ở đây, ủa hồi nãy mới cái hũ đây, có một cái hũ butter slam, cái màu rất là đẹp. Còn ở đây thì có rất là nhiều nữa. Ê, cái này giống kẹo đen quá rồi. Còn rất nhiều nữa, và bên kia thì có slam làm bằng no wonder nữa của Mỹ, rất là êm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng qua đó nhé. Còn bên đây là nguyên liệu làm slam nè mọi người. Ở đây thì có lành quá à. Không để nói, còn ghét không nói nữa. Ở đây thì có rất là nhiều hạt sốt nữa nè, có hạt sốt nhỏ, hạt sốt lớn, và có rất là nhiều màu luôn. Chưa, đợi xíu. Để làm slam hợp thì sao cái miếng này nó cứng quá vậy. Và ở đây kiểu mà nguyên set đó có rất là nhiều màu luôn. Ở bên đây thì có màu để làm slam, một thực phẩm để làm slam. Còn có kim tuyến nữa nè. Đây, chị rất là thích kim tuyến màu này, bỏ vào rất là kiểu lóng lánh luôn á. Còn ở đây thì có rất là nhiều bạn đang đứng coi tụi quay. Hello. Hello. Xin chào. Chị bị khớp á, Lại đây, Châu Châu nè. Lâu lắm rồi mới được cầm cho trên tay á. Và ở đây có một unicorn cake. Cái này của cái gì đó Nhi không biết, nhưng mà Nhi biết là em này vẫn còn rất là hot hiện nay. Nó không có thấy. À, có một con cừu nè. Con cừu này của hãng gì nhỉ? Không biết nữa. À, nói chung là hôm nay ở đây trang trí rất là đẹp, đa phần là tông chính là màu hồng hết thôi. Và có rất là nhiều hình của bà Linh Hoa ở đây, từ hình dìm, hình đi quay cho tất cả các hình luôn. Và có rất có Linh Hoa sao lên kìa. Anh có thể làm em không có bị lu mờ trước mặt bà Linh Hoa được. Ê, bà đây, bà đăng ký tặng. Còn tôi thì đang đứng nói xàm giữa hai cái máy luôn. Hello. Bà cũng bị đơ thôi à, bà không hay gì đâu. Bị cướp rồi. Có gì nói không, có gì nói mọi người này. Nói chung là mua nhiều gì vô cho em nha. Nói chung là mua nhiều gì vô cho em nha. Wow. Ôi trời ơi, mang tính chất quảng cáo luôn, mua nhiều gì cho em giàu luôn. Hôm nay thì đừng có nhìn chị không nói được. Hôm nay đến đây thì rất là đông và có rất là nhiều bạn. Và bạn của Linh Hoa cũng có, tất cả các bạn fan của tất cả các kênh hôm nay cũng có. Mà fan tôi cũng có luôn. Thì ở đây rất là đông. Và hôm nay thì chị chỉ muốn nhắn gửi em một điều thôi. Chị không muốn mua em tặng gì được không? Đi về. Có tuổi hẳn luôn. Ở đây là một cái quầy mà mình rất là thích. Đây, quầy trà sữa. Cứ như buffet vậy đó. Lấy xong rồi, lấy trà sữa uống thế thôi. Vô làm slam đi, làm cái thang này đi. Ôi. Có một ly trà sữa ngay trong tay, rất là dễ. Trà sữa mẹ làm, ngon như mẹ làm. Và các bạn ơi, thì các bạn thấy những cái hũ slam như thế này đều được làm bằng tay bởi Linh Hoa và mẹ bạn ấy. Thì hôm nay, chủ nhân của chúng ta sẽ trổ tài làm slam. Mời Linh Hoa. Đây là cái bộ kit mà mình sẽ làm slime. Ngoài ra chúng ta sẽ còn có một người nữa là chị Yến Nhi. Xin chào mọi người. Đây là cái sữa mình pha đặc. Đây là borax, là đã pha với lại nước cho nó loãng ra rồi. Còn đây là một vỉ màu. Đây là tuyết nhân tạo cho những bạn nào muốn design cái slime đó. Bây giờ mình sẽ đổ cái sữa trước.
Chị là luôn đi. Bây giờ nhiều quá. Và à khuấy trước khi là khuấy kiểu cho nó quẩn với nhau một xíu, xong rồi mình bỏ bao rác. Cái này mình bỏ từ từ vào, không thôi bỏ nhiều quá nó bị cứng. Bỏ cái này vào nó sẽ đặc hơn, nó sẽ dính cái slime được với nhau. Ok. Nên khi mà chúng ta cho bô ráp vào thì nó sẽ đặt lại như thế này, nó không còn chảy như lúc nãy nữa. Chúng ta khuấy đều lên. Thì bỏ lotion nó hơi nhớt như vậy nè. Thì cái bạn phải nhồi cho nó dính lại. Cái này là cho nó mềm đó. Đúng rồi, cho nó mềm thôi. Nói giờ chị làm sao chưa bao giờ chị làm chung với lotion. Kiểu lần chơi chưa bao giờ làm luôn. Em bỏ nhiều lotion. Cái này bỏ lotion nó chơi không có khô tay á. Nó mềm hơn. Đây là cách xê, cách xê của Nhi khi đã hoàn thành xuất sắc vai phụ trong cuộc đời của Bông. Ghê chưa? Trời, tôi cảm thấy tôi hâm mộ quá. Quá hâm mộ bản thân mình luôn. Đẹp đi. Cái này em không có để sẵn một vài cái nguyên liệu đây cho mọi người cùng làm. Không, sao biết rồi à? Không có đủ. Bây giờ tôi sẽ đi mua slime ở đây, chắc là để lựa một cái hũ nào đó. Ô, cái này đẹp quá nè. Mà nó chưa có hết bọt bây giờ. Dạ dạ. Có slam sốt. Không, tại con thấy cái trên đây chưa. Dạ. Cái này mới đẹp nè Nhi. Ờ, cứ như là phép thuật vậy đó. Công chúa. Kiểu công chúa băng giá hay sao? Ta có nữ hoàng còn bà này bánh bèo hơn kêu bà công chúa đi. Và ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này và cảm ơn tất cả các bạn hôm nay đã đến dự trực tiếp cái sự kiện của LINH HOA nha. Và đây mình cũng mua được rồi. Thì bây giờ thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên like, share, subscribe. Đây là cái sẽ có nhiều video mới nữa nha. Bye bye. Hùng gái. Thôi tập trung với Hương đi. Không hùng nhau kìa, không hùng gái.